Mới đây, Hiền Hồ đã tái xuất sau 6 tháng kể từ ồn ào tình ái với một vị doanh nhân. Thế nhưng, sự trở lại trên sân khấu âm nhạc lần này của Hiền Hồ không được khán giả chào đón, thậm chí cô còn vấp phải sự phản đối dữ dội. Sau vụ việc, mới đây, Hiền Hồ tiếp tục gặp chuyện không vui khi bị mất quyền biểu diễn bản hit Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dương. Đây là ca khúc do nhạc sĩ Jim Chính sáng tác, từng được Hiền Hồ phát hành vào tháng 5 năm 2018. Bài hát thuộc thể loại ballad, kể về tâm trạng của những cặp đôi sau đổ vỡ tình cảm. Đây được xem là bản hit trong sự nghiệp của Hiền Hồ khi nhận về hơn 130 triệu lượt xem trên YouTube tính đến thời điểm hiện tại. Thế nhưng, do hợp đồng tác quyền ca khúc Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng với Hiền Hồ đã hết hạn từ ngày 1 tháng 8 vừa qua, nên nữ ca sĩ sẽ không thể biểu diễn ca khúc này. Trao đổi với truyền thông, đại diện phía Dreamer Entertainment, đơn vị quản lý nhạc sĩ Jin Chín và nắm bản quyền bài hát Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng xác nhận, Hiền Hồ hiện tại không có quyền hát ca khúc này, chỉ có ca sĩ Bảo Uyên, thành viên mới của nhóm Dreamer, mới có quyền hát ca khúc này. Vào tối ngày 15 tháng 9, Bảo Uyên cũng đã tung bản cover ca khúc Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng lên trang cá nhân và thu hút nhiều sự chú ý. Về phía Hiền Hồ, sau đêm nhạc riêng tư ở thành phố Hồ Chí Minh, nữ ca sĩ sẽ tham gia một đêm nhạc bán vé tại Hà Nội vào ngày 16 tháng 9. Trước những động thái mới nhất của nữ ca sĩ sinh năm 1997 sau scandal làm người thứ ba, nhiều người cho rằng cô đang thách thức dư luận. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người chỉ trích, nhất quyết đòi tẩy chay nữ ca sĩ vì vấn đề đạo đức.